Chào các bạn, trong riêng ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào chuyên đề 4 vector. A. Kiến thức còn nhớ một khái niệm vector. Vector thì mình đã gặp trong vật lý rồi, ví dụ như là vector lực. Vậy thì vector là gì? Vector là một đoạn thẳng có hướng. Nếu như mình cho đoạn thẳng AB và mình chọn điểm A làm điểm đầu, điểm B làm điểm cuối, thì đoạn thẳng AB có hướng đi từ A đến B. Vậy khi đó ta có được vector AB, ký hiệu là AB viết hoa và một cái dấu mũi tên ở trên đầu ha. Vector AB bạn ký hiệu như thế này thì điểm đầu là điểm A, điểm cuối là điểm B. Còn ví dụ như bạn ký hiệu vector PA thì điểm đầu là điểm B, điểm cuối là điểm A. Vậy thì ngắn gọn lại, vector là một đoạn thẳng có hướng, được chưa nào? Rồi đó là cái nội dung đầu tiên. Và ký hiệu rồi ha. Giá của vector AB chính là đường thẳng đi qua hai điểm A và B. Vậy mình nói ngắn gọn là vector AB có giá là đường thẳng AB. Rồi độ dài của vector AB ký hiệu là vector AB để trong một cái dấu trị tuyệt đối ha. Vậy thì khi đó ta có độ dài của vector AB nó chính là bằng đoạn AB luôn. Rồi đó là độ dài nha. Tiếp theo, một vector khi không cần chỉ rõ điểm đầu và điểm cuối thì người ta có thể có một cách ký hiệu khác, đó là người ta ký hiệu theo chữ cái viết thường. Chữ cái viết thường đây, đây chính là các ký hiệu vector AB viết hoa, hoặc là vector A nhỏ viết thường, vector B nhỏ, vector C nhỏ, vector X, vector Y. Vậy thì vector có hai cách ký hiệu, đó là ký hiệu theo tên đoạn thẳng hoặc là ký hiệu theo một chữ cái viết thường. Ý số 4, vector có độ dài bằng 1 gọi là vector đơn vị. Rồi cái này mình biết sơ qua thôi nha. Hai vector cùng phương nếu giá của chúng cùng song song hoặc trùng nhau. Đây là hai vector cùng phương. Nếu hai vector cùng phương thì nó sẽ có hai trường hợp, hoặc là cùng hướng hoặc là ngược hướng. Ví dụ như thế này. Ví dụ như hai vector này gọi là cùng hướng hay ngược hướng nha. Đây. Cô có 3 vector. Đây là vector A, đây là vector B, đây là vector C. Thì ba vector này hiện tại cô vẽ giá của chúng đang song song với nhau. Vậy thì mình nói vector ABC đang cùng phương với nhau. Trong đó A với B là cùng hướng. Cùng hướng nghĩa là cùng đi về một phía. Còn vector C thì là ngược hướng với hai vector trên. Bạn thấy được cái mũi tên không? Rồi. Vậy thì cùng phương nó sẽ có thể là cùng hướng hoặc ngược hướng nha. Ý số 7 là ba điểm phân biệt khi và chỉ khi hai vector cùng phương. Khi và chỉ khi hai vector cùng phương nha. Và đây là một cái ý để chúng ta để đi tìm điều kiện để ba điểm thẳng hàng á, là chỉ ra hai vector cùng phương. Ý số 8 là hai vector bằng nhau nếu chúng có cùng hướng và cùng độ dài. Bằng nhau. Một vector thì nó sẽ gồm có ba yếu tố là phương, hướng và độ lớn. Thì bằng nhau thì cả ba yếu tố đó đều phải bằng nhau hết. Cùng hướng nghĩa là đó là bao gồm cùng phương rồi bạn. Cho nên là hai vector bằng nhau thì nó sẽ cùng hướng và cùng độ dài. Vậy lúc này ký hiệu là vector A bằng vector B. Ha, bằng nhau thì ký hiệu là dấu bằng. Còn hai vector đối nhau khi chúng cùng phương, ngược hướng và cùng độ dài. Giống như là vector B với vector C này là hiện tại mình thấy độ dài nó cũng bằng nhau nè, nhưng mà hướng thì nó đi ngược lại. Vậy thì lúc này ta nói vector B bằng trừ vector C. Rồi, thì lúc đó vector A và vector B gọi là hai vector đối nhau. Cho vector A về điểm O thì ta luôn tìm được một điểm A duy nhất sao cho vector OA bằng vector A. Rồi, tiếp theo là nói về vector 0. Vector 0 là vector có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau. Ví dụ như là vector AA, vector BB, vector CC. Vector 0 có độ dài bằng 0 và cùng hướng với mọi vector. Rồi đó là những cái khái niệm cơ bản trong cái phần vector ha. Và bạn chỉ cần nhớ giùm cô nè, vector là một đoạn thẳng có hướng. Giá của nó là đường thẳng chứa vector. Và hai vector cùng phương nếu chúng song song hoặc trùng. Giá của chúng song song hoặc trùng. Hai vector bằng nhau khi chúng có cùng phương và cùng độ dài. Hai vector đối nhau khi chúng có ngược hướng và cùng độ dài. Bằng nhau là cùng hướng cùng độ dài, đối nhau là ngược hướng cùng độ dài nha. Và vector 0 là vector có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau, độ dài bằng 0. Rồi bây giờ mình đi vào phần 2 la mã là cộng trừ hai vector. Đầu tiên là quy tắc 3 điểm. Quy tắc 3 điểm. Với 3 điểm ABC bất kỳ thì ta có vector AB
cộng với vector BC sẽ bằng vector AC. Đó, bạn thấy nó nối đuôi nhau. A đi đến B rồi cộng tiếp theo là từ B đi đến C thì sẽ bằng vector AC. Rồi ví dụ nó như thế này, vector AB đây, vector BC đây, cộng lại thì nó sẽ bằng vector này. Đây gọi là quy tắc 3 điểm. Nếu như bạn ghi xuôi á, AB cộng BC ra AC á, thì gọi là nối đuôi. Còn nếu như bạn ghi ngược lại, vector AC bằng vector AB cộng vector BC thì nó gọi là chèn điểm ha. Ý số 2 đó là quy tắc hình bình hành. Nếu như mình có OABC là hình bình hành thì mình sẽ được một cái phép cộng như sau. Đây bạn thấy nguyên tắc hình bình hành. À, đây là một cái hình bình hành nha. OABC thì vector OA cộng vector OC sẽ bằng vector OB. OA cộng OC bằng OB. Rồi cô ghi ra đây nè, vector OA cộng vector OC bằng vector OB. Vậy thì nếu như mình chọn từ đỉnh A thì mình sẽ có là vector AO cộng vector AB bằng vector AC. Hai vector cạnh cộng lại bằng vector đường chéo. Lưu ý cả ba vector đó đều có chung một điểm đầu. Ba nhỏ là tính chất của phép cộng. Phép cộng thì nó gồm có ba tính chất. Thứ nhất là tính chất giao hoán. Vector A cộng vector B bằng vector B cộng vector A, giống như phép cộng bình thường cộng số. Rồi kết hợp. Rồi vector A cộng vector 0 thì bằng vector 0 cộng vector A, và hiển nhiên là bằng vector A rồi. Cái chỗ tính chất này thì cô chỉ nói lướt qua như vậy thôi bởi vì nó khá là dễ ha. Ý số 4, hiệu của hai vector tổng là dấu cộng và hiệu thì là dấu trừ. Hiệu của hai vector A và vector B sẽ là vector A cộng cho trừ vector B, ký hiệu là vector A trừ vector B thôi. Ý số 5, tính chất trung điểm và trọng tâm. Nếu như M là trung điểm của đoạn thẳng AB, M là trung điểm. Để cô vẽ tam giác luôn, nói về trọng tâm luôn. M là trung điểm. Đây là A, đây là B và đây là điểm M. M là trung điểm của AB thì vector MA cộng với vector MB sẽ bằng vector 0 bởi vì hai vector này đối nhau. Đó là cái tính chất trung điểm. Tính chất tiếp theo là trọng tâm. G là trọng tâm của tam giác ABC, vậy thì vector GA cộng vector GB cộng vector GC bằng vector 0. GA cộng GB cộng GC bằng vector 0. Rồi, ba la mã tích của vector với một số. Cho một số k khác 0 và vector a khác vector 0, tích của vector a với số k được ký hiệu là k lần vector a. K lần vector a là một vector nha, nó sẽ cùng hướng với vector a nếu k lớn hơn 0, và ngược hướng với vector a nếu k bé hơn 0. Độ dài thì mình sẽ lấy trị tuyệt đối của k nhân với độ dài của vector a. Rồi, được chưa nào? Với hai vector a và b bất kỳ thì ta có k nhân vector a cộng vector b thì mình nhân phân phối vô thôi. K lần vector a cộng với k lần vector b. Rồi, tương tự bên này h cộng k tất cả nhân vector a thì sẽ bằng h lần vector a cộng k lần vector a. Rồi chỗ này thì sẽ bằng h nhân k nhân với vector a. Nói chung là nó giống như cái phép nhân bình thường vậy. 1 mà nhân với vector a thì sẽ bằng vector a. Trừ 1 mà nhân với vector a thì sẽ bằng trừ vector a. Rồi, ý số 2, điều kiện là hai vector cùng phương. Hai vector a và b cùng phương khi và chỉ khi có một số k, sao cho vector này bằng k lần vector kia. Rồi. Điều kiện để ba điểm thẳng hàng, ba điểm thẳng hàng là hai vector cùng phương. Vậy thì ở đây ba điểm ABC thẳng hàng khi vector AB bằng k lần vector AC, nó bám vào cái điều kiện hai vector cùng phương ở phía trên thôi. Rồi, vậy thì trong cái bài này mình lưu ý giùm cô là vector lúc nãy một nhỏ định nghĩa thì nói rồi ha. Sau đó thì bạn nhớ giùm cô quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành, quy tắc trung điểm và quy tắc trọng tâm. Rồi vector k lần vector a cùng phương vector a khi lớn hơn k lớn không và ngược hướng, xin lỗi, cùng hướng với ngược hướng, cùng hướng khi k lớn hơn không, ngược hướng khi k bé hơn không. Và ba điểm thẳng hàng khi hai vector cùng phương, hai vector cùng phương khi vector này bằng k lần vector kia. Rồi bốn la mã. Cô nói lý thuyết nó rất là nhanh để mình chuyển qua phần bài tập với các bạn ha. Tính vô hướng của hai vector.
Trước khi làm tiếp vô hướng của hai vectơ thì mình còn xác định góc giữa hai vectơ. Cho hai vectơ A và B đều khác vectơ 0 từ một điểm O bất kỳ. Ta vẽ vectơ OA bằng vectơ A, vectơ OB bằng vectơ B. Đây là điểm O nè, đây là điểm A nè, đây là điểm B, đây là vectơ. Không, ban đầu là nó có vectơ A với vectơ B ở đâu ngoài đây này. Đây là vectơ A nha, đây là vectơ B nha. Rồi thì từ một cái điểm ban đầu thì vectơ A và vectơ B có thể là cách nhau hoặc không cách nhau giống như cô vẽ. Nhưng mà mình đưa nó về điểm O, từ O đó mình vẽ hai vectơ bằng với hai vectơ đã cho. Thì lúc này góc giữa hai vectơ A và B nó chính là góc giữa vectơ OA và vectơ OB. Thì nó chính là cái góc này luôn. Và góc giữa hai vectơ thì có số đo là từ 0 đến 180 độ. Được chưa nào? Và ký hiệu nó là như thế này. Góc giữa vectơ A và vectơ B sẽ bằng góc giữa vectơ OA và vectơ OB bằng góc AOB. Và góc này sẽ đi từ 0 đến 180 độ. Nếu như góc này bằng 90 thì hai vectơ này vuông góc với nhau ha. Góc giữa hai vectơ này, giả sử như hai vectơ này cùng hướng, cùng hướng này nó sẽ như thế này nè các bạn. Thì góc luôn bằng 0 độ. Còn ngược hướng thì góc nó sẽ bằng 180 độ nha. Trong trường hợp có ít nhất một trong hai vectơ là vectơ 0 thì quy ước rằng số đo góc giữa hai vectơ đó là tùy ý. Đó là phần xác định góc. Vậy thì để xác định góc giữa hai vectơ chúng ta sẽ đưa về chung điểm đầu nha. Tính vô hướng của hai vectơ. Tính vô hướng của hai vectơ là một số và ký hiệu là vectơ A nhân vectơ B. Và công thức xác định là vectơ A nhân vectơ B sẽ bằng độ dài vectơ A nhân độ dài vectơ B nhân cos của góc xen giữa. Để cô viết lại để cho không đổi chỗ. Cos của góc tại bởi vectơ A và vectơ B. Rồi. Trong trường hợp mà một trong hai vectơ này bằng 0 thì độ dài của một trong hai vectơ sẽ bằng 0, mà 0 nhân với bao nhiêu thì cũng bằng 0. Cho nên vectơ A nhân vectơ B bằng 0, nhưng mà trường hợp này người ta ít đụng tới lắm các bạn. Chỉ có cái trường hợp thứ hai này là hai vectơ vuông góc, hai vectơ vuông góc thì góc giữa chúng bằng 90 độ. Mà cos 90 độ là bằng 0. Vậy thì khi hai vectơ vuông góc, vectơ A nhân vectơ B là tích vô hướng đó, sẽ bằng 0. Nếu như hai vectơ này bằng nhau thì tích vô hướng bằng bình phương độ dài. Rồi, bình phương của một vectơ sẽ bằng độ dài bình phương. Bình phương của một vectơ sẽ bằng bình phương độ dài. Tính chất của tích vô hướng là vectơ A nhân vectơ B thì nó cũng có tính chất giao hoán ha. Bằng vectơ B nhân vectơ A. Rồi nó cũng kết hợp. Rồi phân phối. Đó. Nó như mình nhân bình thường thôi. K nhân vectơ A bằng K nhân gì? Đây là tính chất tính chất này gọi là tính chất gì ta? Nó đổi vị trí cho nhau như thế này. B thì cũng có thể là bằng K A vectơ A nhân với K lần vectơ B ha. Đó. Rồi. Bình phương thì mình cũng khai triển bình thường sẽ bằng vectơ A bình phương. A vectơ A bình phương. Rồi. Cộng 2 lần vectơ A nhân vectơ B cộng vectơ B bình phương. Rồi. Vectơ A trừ vectơ B tất cả bình thì sẽ bằng vectơ A bình trừ 2 lần vectơ A nhân vectơ B cộng vectơ B bình. Rồi,
Tích này thì sẽ bằng vector A bình phương trừ cho vector B bình phương nha. Khai triển hành đẳng thức là bình thường. Rồi, vậy bạn chỉ còn nhớ giùm cô là tích vô hướng bằng tích độ dài nhân cos góc xen giữa nha. Rồi, để tìm góc thì chúng ta sẽ đưa về trung điểm đầu. Đó là cái thứ nhớ cái thứ hai là các cái tính chất đặc biệt. Ví dụ như là hai vector vuông góc thì tích vô hướng bằng 0. Rồi bình phương của một vector thì sẽ bằng bình phương độ dài của vector đó. Rồi vậy thôi. Và nó có một cái áp dụng cho vật lý. Đó là nếu như mình có cong A sinh bởi một lực F thì độ dịch chuyển là vector D, thì lúc này ta có cong A sẽ bằng vector F nhân với vector D đó. Bạn nhớ cái công thức này để làm những cái bài toán thực tế liên quan đến vector ha. Rồi, qua cái mục lý thuyết, bây giờ mình đi vào bài tập vận dụng. Trong cái phần này chúng ta chỉ làm việc với toán thực tế thôi nha. Câu số 1. Treo một vật có khối lượng là 10 kg và một sợi dây như hình dưới đây. Sử dụng vector B để biểu diễn trọng lực. Vector B để biểu diễn trọng lực. T là vector để biểu diễn lực căng của dây tác dụng lên vật đó. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng? Rồi bây giờ vật nó nằm ở đây đúng không? Đây là một cái vật 10 nặng 10 kg nè. Thì trọng lực là vector này, đây là vector P. Rồi, đây là vật nha. Thì T là lực căng của dây tác dụng lên vật. Thì T nó sẽ có lực như thế này. Rồi cô không nói về độ lớn nha, ở đây cô chỉ xét về chiều thôi. Vậy thì P và T đều có phương thẳng đứng. Ở đây họ nói là phát biểu nào là phát biểu đúng đúng không? Rồi ok. Vậy thì P có phương thẳng đứng đúng nè. T có phương thẳng đứng đúng nè. Vector P có hướng từ trên xuống dưới đúng nè. Vector P có hướng từ dưới lên trên sai nè. Hướng từ dưới lên trên là của vector T. Vậy ý này cũng sai, dưới lên trên đúng. Vậy các phát biểu đúng là A, B, C, G. Ok, rồi. Câu số 2. Quan sát rồng rọc hoạt động khi dùng lực để kéo một đầu của rồng rọc chuyển động đoạn dây được mô tả bằng các vector A, B, C như hình 31. Ở đây thì người ta có vẽ sẵn vector cho mình rồi. Rồi, câu A. Câu A, hãy chỉ ra các cặp vector cùng phương. Hãy chỉ ra các cặp vector cùng phương. Vector cùng phương là vector có giá song song hoặc trùng nhau. Thì mình thấy rằng là ba vector này cùng nằm trên những đường thẳng song song với nhau. Vậy thì các cặp vector cùng phương sẽ là câu A, các cặp vector cùng phương là gì? Là vector A và vector B. Mình bắt cặp thôi. Vector A và vector C. Rồi vector B và vector C. Rồi, câu B. Trong các cặp vector đó cho biết chúng cùng hướng hay ngược hướng. A với B thì mình thấy hai mũi tên ngược nhau nên là ngược hướng nè. A với C là cùng hướng, B với C là ngược hướng. Rồi có B, vậy mình trả lời là các cặp vector cùng hướng. Từ hướng với từ chiều là nó như nhau nha các bạn. Các cặp vector cùng hướng là vector A và vector C cùng hướng nha.
ABC rồi, hết rồi. Còn vectơ, các cặp vectơ ngược hướng là, có để cho nó nhanh. Ngược hướng là vectơ A và vectơ B, rồi vectơ B và vectơ C. Rồi nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Ok. Câu số 3, quan sát ròng rọc. Ủa sao câu này giống câu trên quá vậy? Y chang luôn. Đúng không? Ồ, cô không để ý, cô làm nhưng cô không để ý, chứ không thì cô bỏ đi vì nó trùng. Rồi, nó giống câu trên cho nên là mình copy lại đi ha. Đúng chưa? Rồi, y chang. Trùng câu số 2. Cô có tiết đề rồi mà sao câu này cô không để ý ta? Rồi, câu số 4. Trong mặt phẳng nghiêng không có ma sát, cho hệ vật M1, M2. Hai vật nối nhau bằng một sợi dây không giãn vắt qua ròng rọc hình 32. Giả sử bỏ qua khối lượng của dây và ma sát của ròng rọc. Chuyển động. À, câu này mình sẽ sửa lại là câu 3 nha các bạn nha. Câu 3. Đề của các bạn thì cô sẽ tự bỏ qua câu số 2. Rồi. Giả sử bỏ qua khối lượng của dây và ma sát của ròng rọc, hãy tìm các vectơ cùng phương có cùng hướng hay không? Rồi, ok. Nhìn vô đây, trả lời thử các vectơ cùng phương là vectơ gì nha. Câu A. Các vectơ cùng phương là, cùng phương là giá cùng nằm trong một đường thẳng hoặc là các đường thẳng song song. Vậy thì nó sẽ là vectơ P1 và T2. Rồi. P1 và T2. Rồi. T1 và T2. Rồi, ok. Tiếp theo là có cùng hướng hay không? Có cùng hướng hay không? Ok, cô sẽ có cái câu ở trên. Các cặp vectơ cùng hướng là vectơ gì? Là vectơ P1 và vectơ P2. Đúng không? Thế rồi. Rồi. Các cặp vectơ ngược hướng là, là vectơ P1 và T2, rồi T2 và B2. Đây chính là các cặp vectơ ngược hướng. Câu số 5. Tìm các lực cùng hướng và ngược hướng trong số các lực được biểu diễn bằng các vectơ trong hình. Rồi, ở đây có 4 vectơ A, B, C, D. Được chưa nào? Rồi, bây giờ cùng hướng và ngược hướng ha. Cùng hướng và ngược hướng, các cặp vectơ cùng hướng là, cùng là cùng đi về một hướng là A với C nè. Ok. Rồi, A với C nha. A với C nha. Tiếp. A với C rồi. B với C nha. Vectơ B và vectơ C nha. Rồi, vectơ A và vectơ B nha. Rồi, ok. Đó, đó là các cặp vectơ cùng hướng. Rồi, giờ ngược hướng, ngược hướng. Thì chỉ có một vectơ ngược hướng thôi là vectơ D, vậy thì nó sẽ ngược với ba vectơ còn lại, đúng không? Vậy thì mình có BA, BC và BD.
Rồi ngược hướng là vectơ A và vectơ B, vectơ B và vectơ C. Rồi vectơ B và vectơ D. Đây là ba cặp vectơ ngược hướng. Ok, câu số câu này là câu số mấy? Câu số 3, câu này là câu số 4. Câu số 4. Rồi. Đây là câu số 5. Trên biển Đông, một tàu chuyển động đều từ vị trí A theo hướng N20 độ E với vận tốc 20 km/h. Sau 2 giờ tàu đến vị trí B. Hỏi A cách B bao nhiêu km và về hướng nào so với B? Để cô ghi luôn câu này câu 6 chứ để quên. 6 nè. 7 nè. Ok. Rồi. À, có một cái số có thể là các bạn học vật lý các bạn hiểu rồi đúng không? N20 độ E, N là hướng gì? À, N là ký hiệu của à thôi, đây. Đông Tây Nam Bắc mà mình cũng không cần biết N với E là hướng nào cũng được. Nhưng mà N20 độ E có nghĩa là nó nằm ở cái góc phân tư của tia N với tia E nha. N20 độ là cái đường đi của mình nó hợp với cái tia N một góc 20 độ. Được không nào? Là góc này bằng 20 độ nè. Góc này bằng 20 độ. Rồi ok. Được chưa? À, với vận tốc là 20 km/h, sau 2 giờ tàu đến được vị trí B. À, rồi. Vậy thì ban đầu tàu ở A, tàu đi theo cái tia này, tia màu đỏ này đây nè. Đó, đi như vậy. Rồi. Vậy thì ôi trời. Sẽ làm như sau nha. Đây, vận tốc là 20 km/h sau 2 giờ. Vậy thì mình có là quãng đường á là bằng vận tốc nhân với thời gian, vậy thì nó sẽ bằng là 20 nhân với 2 là bằng 40. Vậy thì suy ra đây là 60 40 km nè. Suy ra quãng đường AB sẽ dài 40 km. Được chưa nào? Rồi. Do B ở về hướng N20 độ E so với A. Cho nên nên A nó sẽ ngược lại. A ở về hướng ngược lại là hướng này. Ngược lại là hướng màu xanh nha, hướng màu xanh là hướng này. Đúng không? Rồi, mình đang nói cái hướng thôi. Thì cái hướng này góc này sẽ là 20, vậy thì nó sẽ là góc S20 độ với đất. S20 độ V đất so với B. Rồi. Ok. Câu số 6. Một dòng sông chảy từ phía Bắc xuống phía Nam với vận tốc là 10 km/h. Một chiếc cano chuyển động từ phía Đông sang phía Tây với vận tốc là 40 km so với mặt đất. Xin lỗi, so với mặt nước. Tìm vận tốc của cano so với bờ sông. Tìm vận tốc của cano so với bờ sông nha. Rồi. Cano ở vị trí này đây, cano ở vị trí này. Rồi. À, một cano đang ở vị trí này đi từ phía bắc xuống phía nam thì theo như trên cái bản đồ người ta quy ước thì đây là bắc nè, đây là nam nè, đây là đông nè và đây là tây. Thì cano nó sẽ đi từ đây xuống dưới đây. Đúng không? Rồi. Sau đó thì từ phía đông sang phía tây. Từ phía đông sang phía tây. Là từ đây qua đây hả? Rồi ok. Ủa, dòng đây là dòng sông. Đây là dòng sông. Đây là sông nước chảy đúng không? Sông nước chảy, đây là vị trí A, là vị trí của cano nè. Cano, rồi. À, phía đông sang phía tây với vận tốc. Ok. Tìm vận tốc của cano so với dòng nước. Rồi, bây giờ cô sẽ ký hiệu điểm này là điểm B, điểm này là điểm
C cái gì đây? Thì vectơ AC là vận tốc của dòng nước so với bờ sông, cô viết gọn vậy thôi, đó là vectơ AC nha. Còn vectơ AB là vận tốc của cano, là vận tốc của cano. Rồi ok. Rồi, đây là vectơ AB rồi, ok. Vậy thì chúng ta đang cần là cần tính vectơ tổng của hai vectơ này. Đúng không? Là vectơ AB cộng vectơ AC. Ok chưa? Rồi. Vậy thì cô sẽ lấy thêm điểm này là điểm D. Đây là điểm D nha. D. Vậy thì bây giờ mình có vectơ AB cộng vectơ AC sẽ bằng vectơ AB cộng vectơ, à không, bằng luôn vectơ AD theo quy tắc hình bình hành luôn. Bằng vectơ AD. Rồi. Là vectơ thể hiện vận tốc của cano so với dòng nước. Rồi. Vậy thì suy ra độ dài vectơ AD sẽ bằng bằng bao nhiêu đây? Rồi, vận tốc là 40 10. Đây là 10 nè, đây là 40 nè. Vậy thì AD nó sẽ bằng căn bậc 2 của 40 bình cộng cho 10 bình theo Pythagore, đúng chưa? 40 bình cộng cho 10 bình với tâm 6. 460 hả? 40 của đó, 4 36 3600 chứ. Rồi. Nó ra là 10 căn 17. Và đơn vị ở đây là km trên giờ. Rồi ok. Câu số 7. Ồ, cái file này là cái file nó bị trùng rồi. Câu số 7 y chang. Ủa sao cô không bỏ cái file này ra ta? Câu này bị trùng, mình bỏ đây luôn nha. À, đề của các bạn thì câu này cô đã lọc rồi. Ủa sao mấy câu này cô lọc rồi mà nó còn nằm đây ta? Vậy thì câu này là câu số 7 nè. Một máy bay có vectơ vận tốc chỉ theo hướng bắc. Vận tốc gió là một vectơ theo hướng đông như hình số 7. Tính độ dài vectơ tổng của hai vectơ nói trên. Ok. Vectơ chỉ theo hướng bắc là vectơ vận tốc gió là theo hướng đông. Vậy thì đông hồi nãy mình nói là bên nào ta? Trên này nè, đông là bên phải này đúng không? Vậy thì gió là vectơ AC, còn vectơ AB là vectơ vận tốc của máy bay. Đúng chưa? Rồi, mình sẽ ghi lại nha. Vectơ AB và vectơ AC là lần lượt là vectơ vận tốc của máy bay và gió. Ok. Vậy bây giờ tính tổng của hai vectơ nói trên đúng không? Vậy thì vectơ AB cộng vectơ AC là vectơ của đâu? Gió, mà gió là đi theo chiều ngang là BC, chỗ đây là BC. Vectơ BC. Vectơ AC cộng với AB cộng với BC bằng vectơ AC là vectơ cái vectơ mà D nói nè. Tổng của hai vectơ nói trên. Rồi.
Rồi suy ra độ dài của vectơ AB cộng vectơ BC bằng độ dài của vectơ AC bằng đoạn AC. Mà AC nó sẽ bằng căn bậc 2 của 200 bình cộng cho 60 bình. Nó ra xấp xỉ là 209 km trên giờ. Rồi. Vậy thì vectơ tổng của hai vectơ nói trên có độ dài là 209 km trên giờ. Câu số 8. Câu số 8. Khi máy bay nghiêng cánh một góc alpha, lực ép của không khí tác động vuông góc với cánh của ai? Đây, một góc alpha rồi. F1, F2 rồi tính độ dài F1 và tính độ dài F2. Nói tóm lại là đề nó cho các thông số như thế này. Độ dài của vectơ F là A. Rồi nha, bây giờ đi tính độ dài của F1 và độ dài của F2. Bạn lưu ý rằng là cái chỗ này là góc vuông nha. Chỗ này là góc vuông. Vậy thì mình có là góc alpha là bằng 30 độ. 30 độ, vậy thì thằng này là 60. 60, chỗ này F này nó cũng vuông góc với cái đường này luôn nha. 60, 60, thằng này là 30. Rồi, vậy bây giờ muốn tính F1 thì phải biết cái góc này. Góc này là bằng 30. Rồi, góc này là bằng 60. Rồi, ok chưa? Cái F, vectơ F này nó cũng vuông góc với lại cái đường nét đất luôn. Rồi, vậy thì độ dài của F1 sẽ bằng có cạnh huyền nè, có góc này, kề. Xin lấy đối chia kề cos. Vậy thì nó sẽ bằng là cos 30 độ. Tìm cos lấy kề chia huyền. Vậy thì kề sẽ bằng cos nhân với huyền là nhân với A, là bằng cos 30. Đây là F1 đúng không? Sin 3 cos 61 phần 2 A căn 3 trên 2. Rồi. Còn độ dài của F2, độ dài của F2 nó sẽ bằng F2 là đây. Góc này 60 kề chia huyền. Kề chia huyền cũng là cos luôn. Cos 60 nhân với A là bằng A chia 2. Rồi, thì đó là chính là độ dài của F1 và độ dài của F2. Ok chưa nào? Rồi, câu số 9. Câu số 9. Một con tàu có vận tốc, vectơ vận tốc chỉ theo hướng nam. Vận tốc của dòng nước là một vectơ theo hướng đông như hình số 17. Tìm độ dài tổng của hai vectơ nói trên. Ok. Nó giống như câu trên quá ha. Bây giờ mình sẽ gọi nha. Mình sẽ gọi đây là điểm A đi, đây là điểm B đi, và đây là điểm C đi. Gọi vectơ AB. À không, vectơ BA mới đúng. Vectơ BA và vectơ AC lần lượt là vectơ vận tốc của tàu và dòng nước. Rồi, ok. Vậy thì suy ra độ dài vectơ tổng của hai vectơ này là vectơ BA cộng với vectơ AC sẽ bằng độ dài của vectơ BC sẽ bằng BC. Vậy thì nó sẽ bằng vectơ gì? BA cộng AC là bằng BC, BA cộng AC bằng BC. Căn bậc 2 của 30 bình cộng cho 10 bình. Bằng 10 căn 10. Đơn vị là km trên giờ. Câu số 12. Khi máy bay nghiêng cánh một góc alpha, cho biết góc này là bằng 45, giống câu trên ha các bạn ha. Góc nghiêng này là 45, góc 45 thì chỗ này là 45. Rồi chỗ này cũng vuông nha, nó vỉ không chuẩn. Các bạn thấy góc 45 mà nó có như đây là nó không chuẩn rồi. Thì trên này cũng 45. Nói chung là các cái góc này là 45 hết. Rồi, ok. Vậy thì F1 nó bằng F2.
độ dài của vector F1 bằng độ dài của vector F2 và nó đều bằng độ dài của vector F là A đúng không? Cạnh huyền của tam giác vuông cân mà bằng A thì cạnh góc vuông sẽ bằng A chia cho căn 2. Vậy thì nó sẽ bằng A căn 2 phần 2. Rồi, đó chính là độ dài của F1 và độ dài của F2. Câu số 11. Hai con tàu xuất phát cùng lúc từ bờ bên này sang bờ bên kia của dòng sông với vận tốc riêng không đổi và có độ lớn bằng nhau. Hai tàu luôn giữ được lái sao cho chúng tạo với bờ cùng một góc nhọn. Nhưng một tàu hướng xuống hạ lưu, còn một tàu hướng lên thượng nguồn như hình vẽ này. Rồi, vận tốc dòng nước là đáng kể, các yếu tố bên ngoài khác không ảnh hưởng đến vận tốc của các tàu. Hỏi tàu nào sang bờ bên kia trước? Mình thấy cái dòng nước nó chảy như thế này thì bên phải này là thượng lưu, còn bên trái này là hạ lưu, thượng nguồn hạ lưu. Vậy thì chắc chắn là cái tàu mà hướng về thượng nguồn á, nó sẽ tới bờ chậm hơn, tại vì nó đi ngược lại với dòng nước mà các bạn. Còn cái tàu mà đi xuống hạ lưu nó sẽ qua bờ nhanh hơn, bởi vì nó đi xuôi hơn. Vậy thì bây giờ mình sẽ gọi các yếu tố như sau. Bây giờ từ cái hình ảnh mà thực tế ở trên cô mô phỏng là bằng cái hình ở dưới này nha. Ở đây á, thì nó có hai cái vector này bằng nhau nè, là vector vận tốc riêng không đổi nè, vector vận tốc riêng không đổi nha. Rồi vận tốc dòng nước là đáng kể, vận tốc dòng nước là đáng kể, nhưng mà dòng nước á, thì chắc chắn là sẽ như nhau rồi hả. Rồi ok, mình gọi tàu số 1 là xuất phát tại điểm A, còn tàu số 2 là xuất phát tại điểm B nha. Thì vector AB và vector A'B' là hai vector này bằng nhau bởi vì nó là vector dòng nước so với bờ. Vector vận tốc dòng nước của so với bờ. Rồi. Vậy thì cái vector, cô gọi cái vector này, đề nó nói là vector vận tốc riêng của hai tàu là như nhau. Vậy thì cô gọi đây là vector AD đi. Thì bên này là vector AD, sao cho hai đoạn này bằng nhau nha. Đó, thì hai cái đoạn này khi kết hợp lại, bạn vẽ làm sao đó để nó tạo ra một cái hình bình hành như thế này. Rồi. Tại vì sao? Đây là vector AB, đây là vector AD, đây là vector AC. Thì vector AC sẽ là vector vận tốc thực. Còn vector bên này là A'C' là vector vận tốc thực, còn vector AD là vận tốc riêng, A'D' là vận tốc riêng. Ok chưa? Rồi bây giờ mình sẽ gọi nha. Bạn có hiểu được hướng đi không? AB là dòng nước thì AD sẽ là vận tốc riêng. Vận tốc riêng là giống như là nước nó chảy xuôi thì mình phải đi ngược lại, chứ không là mình bị trôi mất á. Để cái tàu nó quay được bên kia thì cái hướng của mình nó sẽ đi ngược lại. Vậy thì cộng hai cái lực AB và AD' nó sẽ tạo ra vector thực là vector AC nha, vector vận tốc thực. Rồi ok, mình sẽ gọi. Rồi. Vector AB và vector AB' lần lượt là vector vận tốc của dòng nước. Rồi. Vector AD và vector A'D' lần lượt là vector vận tốc riêng. Của hai tàu. Rồi. Và vector AC, vector A'C' sẽ là vector vận tốc thực của hai tàu. Đó. Rồi. Thì theo đề thì mình sẽ có là AB là bằng A'B' nè. AB là bằng A'B' rồi. Và AD sẽ bằng A'D' rồi, được chưa nào? Bây giờ mình đi tính độ dài của AC và AC'. Độ dài của hai vector này nó chính là vận tốc.
Vận tốc nào lớn hơn thì sẽ đến m lớn hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đi xét cái tam giác ABC. Thì mình có tam giác ABC nha, đi tính AC thì dựa vào góc B. Góc B. Tam giác ABC thì AC bình sẽ bằng AB bình cộng BC bình trừ 2 lần AB nhân BC nhân cho cos của góc B. Rồi. Xét tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy thì mình có AB phẩy bình ở đâu? A phẩy, C phẩy bình chứ. A phẩy, C phẩy bình sẽ bằng A phẩy, B phẩy bình cộng cho B phẩy, C phẩy bình. Rồi, trừ cho 2 lần A phẩy, B phẩy cộng nhân cho B phẩy, C phẩy nhân cho cos của góc B phẩy. Rồi, ok. Vậy thì ta có nè. Ta có góc B á là nó lớn hơn cái góc B nhỏ đúng không các bạn? Đó, tại vì theo như cái hình mà mình vẽ được thì là góc B nó sẽ lớn hơn cái góc B nhỏ. Mà ở đây cái hình này nó cũng không đúng. Thực ra là cái vectơ AB nó ngắn hơn thôi chứ nó không dài như thế này. Bởi vì AB với lại A phẩy B phẩy thì nó như nhau mà. Đúng không? Nó đều là vectơ vận tốc của dòng nước mà. Cho nên ở đây nó vẽ hơi không đúng đó. Nhưng mà thôi kệ. Góc B lớn hơn góc B phẩy. Vậy thì suy ra cos của góc B nó sẽ nhỏ hơn cos của góc B phẩy. Rồi, AB bằng A phẩy B phẩy, còn BC thì nó bằng AD rồi đúng không? Vậy thì suy ra trừ 2 lần AB nhân BC nhân cos góc B nó sẽ lớn hơn trừ 2 lần A phẩy B phẩy nhân với B phẩy C phẩy nhân với cos của góc B phẩy. Chỗ này là trừ 2 lần A phẩy B phẩy nhân với B phẩy C phẩy nhân với cos của góc B phẩy. Rồi ok. Vậy thì suy ra bên này là AC, AC bình sẽ lớn hơn A phẩy C phẩy bình. Bạn cứ hiểu rằng là khoan nha. Góc B là lớn hơn góc B phẩy. Đúng không? Vậy thì trừ 2 lần này cos bé hơn nhân với số âm là lớn hơn. Trừ cho một lượng lớn hơn thì nó sẽ nhỏ hơn nhé. Tại vì AC bình là bằng A bình cộng AB bình cộng BC bình trừ cho cái lượng này mà. Vậy thì cái thằng này nó sẽ nhỏ hơn. Rồi. Nhỏ hơn hay lớn hơn? Khoan từ từ. Đúng rồi, mình đã lấy dấu trừ. Dấu hồi nãy đúng nha. Rồi ok. Vậy thì suy ra AC sẽ lớn hơn A phẩy C phẩy. Rồi bạn ngẫm lại cái chỗ dấu, xét dấu chỗ này nha. Rồi, vậy thì suy ra vận tốc tàu 1 lớn hơn tàu 2. Vậy thì suy ra tàu 1 đi xuống hạ lưu sẽ sang bờ nhanh hơn. Sẽ sang bờ trước. Ok. Rồi, câu số 12. Máy bay A bay với tốc độ A km trên giờ. Máy bay B bay ngược hướng và có tốc độ gấp 5 lần máy bay A. Vậy là nó là tốc độ là 5A. Đúng không? Rồi, biểu diễn vectơ vận tốc B của máy bay B theo vectơ vận tốc A của máy bay A. Thì bây giờ nói về độ lớn nha. Nói về độ lớn thì theo đề á, thì ta có là độ lớn của vectơ A là bằng A, độ lớn của vectơ B á, là bằng 5A. Rồi, vectơ A và vectơ B thì nó ngược hướng, đề mô tả như vậy. Ngược hướng. Vậy thì có độ lớn rồi, có hướng rồi, vậy thì mình suy ra là vectơ B
Vector P sẽ bằng 5 lần vector A trừ nha. Ngược hướng thì sẽ là trừ, trừ 5 lần vector B. Rồi ok. Câu số 13. Máy bay A đang bay về hướng đông bắc với tốc độ 600 km/h. Cùng đó, máy bay B bay về hướng tây nam, đông bắc, tây nam là ngược chiều nhau nè. Rồi, với tốc độ 800 km/h, hãy biểu diễn vector vận tốc B của máy bay B theo vector vận tốc A của máy bay A. Thì độ lớn của vector A là máy bay A nè là bằng 600. Máy bay B độ lớn vector vận tốc sẽ là 800. Vậy thì suy ra là vector A bằng ba phần tư lần độ lớn của vector B. Rồi được chưa? Và hai vector này ngược hướng. Ngược hướng, một cái là đi đông bắc, một cái là đi tây nam. Ngược hướng. Rồi nên vector A bằng trừ 3 phần 4 lần vector B. Xong. Câu số 14. Máy bay A bay với vận tốc là vector A. Máy bay B bay cùng hướng và có tốc độ chỉ bằng một nửa lần máy bay B. Rồi biểu diễn y chang. Vector A độ lớn. Máy bay B là vận tốc bằng một nửa máy bay A. Vậy thì máy bay A sẽ bằng 2 lần máy bay B. Đúng chưa? Tốc độ. Rồi vector A và vector B là cùng hướng. Cùng hướng. Ok. Rồi. Vậy thì suy ra vector A sẽ bằng 2 lần vector B. Hay nói cách khác là vector B sẽ bằng 1 phần 2 lần vector A. Câu số 15. Một vật đồng chất được thả vào một cốc chất lỏng ở trạng thái cân bằng. Một vật vật này chìm một nửa thể tích trong chất lỏng. Tìm mối liên hệ giữa trọng lực P và lực đẩy Archimedes F mà chất lỏng tác động lên vật. Tính tỷ số trọng lượng riêng của vật và chất lỏng. Hai lực này á là nó ngược hướng nhau. Ngược hướng. Nhưng mà đều có phương là phương thẳng đứng. Đây. Lực đẩy là đẩy lên, còn trọng lực là hướng xuống. Không biết lực nào lớn hơn, cô có ký hiệu như thế này thôi. Đây là F nha. Đây là V nha. Rồi. Nhưng mà vật này ở trạng thái cân bằng. Cân bằng vậy thì nó phải bằng nhau mới đúng. Rồi ok. Tác động lên vật, tính tỷ số giữa trọng lượng riêng. Rồi gọi. Bây giờ mình gọi D và D phẩy là trọng lượng riêng. Trọng lượng riêng của vật và chất lỏng. Của vật và chất lỏng. Ok. Rồi gọi V là thể tích của vật. Vậy thì khi đó P sẽ bằng độ dài của vector P là bằng trọng lượng nhân với thể tích. Rồi còn lực đẩy, lực đẩy FA thì sẽ bằng độ dài của vector F. Đây là FA nè. Đây là vật.
Rồi ok. Thì nó sẽ bằng là d phẩy nhân, đây bạn nhìn nha, một vật chìm một nửa thể tích trong chất lỏng, vậy thì có phải là cái thể tích nó sẽ bằng là v phần 2 thôi. Rồi nó đẩy được v phần 2 thôi. Ok. Vậy thì đây. Từ 1 về 2. Từ 1 về 2 suy ra. Cái này bạn nào học vật lý á thì bạn đọc bạn sẽ hiểu, còn bạn nào mà không theo lý á thì đọc nó sẽ rất là khó hiểu luôn. Suy ra F bằng FA, để nha. Để F bằng FA thì DV sẽ bằng D phẩy V chia 2. Vậy thì suy ra là D sẽ bằng D phẩy chia 2. Nghĩa là D trên cho D phẩy bằng 2. Đúng không? 2 1 phần 2. D phẩy chia D mới bằng 1 phần 2 chứ. Phải bằng 2 chứ. Sửa lại. Rồi, D phải chia D bằng 2 nha. Đây chính là tỷ số trọng lượng riêng của vật và chất lỏng. Vật đâu? Ủa, vậy thì phải lấy D trên D phải. Đúng không? Chỉ có cái số chỗ này sai thôi. Ok, câu số 16. Một máy bay đang bay từ hướng đông sang hướng tây với tốc độ là 700 km/h thì gặp luồng gió thổi từ hướng đông bắc sang hướng tây nam với tốc độ 40 km/h. Máy bay bị thay đổi vận tốc sau khi gặp gió thổi. Tìm tốc độ mới của máy bay. Rồi, máy bay đang bay tốc độ 700 km/h thì gặp luồng gió thổi từ hướng này. Rồi, ok. Vậy thì mình mô tả lại bằng cái hình bình hành như sau. Vector BA chính là vector đang bay. Vector BC chính là luồng gió. Vậy thì đang đi như thế này, gió thổi theo hướng này thì nó sẽ bị thay đổi thành vector BD. Đúng chưa nào? Rồi. Thì bây giờ mình tốc độ mới của máy bay là BD nha. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi tính vector BD, độ dài của vector BD. Rồi, BD bằng gì? V1 là 700, này là đây là 700 nè. Đây là 40 nè. À, cái góc này bằng 45 nữa. 45. Thế thì bây giờ thằng này là bao nhiêu? 700 luôn. Rồi, về cái góc nhỏ này bằng nhiêu nhỉ? Góc nhỏ này cái góc C này đi là bằng 135. Rồi, vậy thì BD sẽ bằng BC bình căn nha. Căn của BC bình cộng DC bình trừ 2BC nhân DC nhân cos của góc C là bằng căn của 700 bình cộng 40 bình trừ 2 nhân với 700 nhân với 40 nhân với cos 135 độ. Rồi kết quả bằng bảy trăm hai mươi tám phẩy tám sắp xỉ km. Rồi
Ok. Câu số 17. Một máy bay đang bay từ hướng của y chang luôn á. À nhưng mà ở đây nó bị cái là nó không có. À đúng rồi. Hướng đông tây rồi bắc nam, đông tây bắc nam. Thì cái góc hợp giữa hai cái hướng bay này nó sẽ là 45 độ. Nói chung là nó y chang như trên. Nó y chang như trên. Đúng không? Hình ảnh y chang, bây giờ mình sẽ có cái gì ta? Mình có cái hình. Rồi mình có cái hình nha. Rồi ok, cái mình dán cái hình nó xuống dưới đây. Rồi ok. Rồi mình có nguyên cái bài luôn. Mình chỉ thay số thôi. Ờ 650 với 35. 650. Sáu năm mươi với 35. 650 nhân 35 675,2. Ok, 675,2. Rồi câu số 18. Một người dùng một lực ép có độ lớn là 90 lại một vật dịch chuyển một đoạn là 100 mét. Biết rằng lực ép hợp với hướng dịch chuyển là một góc 60, tính công sinh bởi lực ép và tính công sinh bởi lực ép thôi. Rồi ok. Thì như lúc nãy ở trên mình có nói về lý thuyết rồi, A thì sẽ bằng vectơ F nhân với lại vectơ D. Vậy thì nó sẽ bằng là độ dài của F tích vô hướng thì bằng tích độ dài nhân với cos góc xen giữa, cos tạo bởi vectơ F và vectơ D. Rồi, vậy thì thế số vô là bằng 90 nhân với 100 nhân với cos 60 sin 3 cos 60 1 phần 2 45. 45 45 0 0. Rồi, đơn vị là joule. Ok. Vậy thì công sinh ra là 4.500 joule. Câu số 19. Sự chuyển động của một tàu thủy được thể hiện bằng một mặt phẳng tọa độ như sau. Ủa sao không thấy mặt phẳng tọa độ đâu hết vậy? À đây. Tàu khởi hành từ vị trí A có tọa độ 1, 2. Chuyển động thẳng đều với vận tốc tính theo giờ được biểu thị bởi vectơ V có tọa độ 3, 4. Xác định vị trí của tàu tại thời điểm sau khởi hành là 1,5 giờ. Ok, rồi. Vậy thì vị trí của tàu sau khởi hành hả? Bây giờ mình gọi B đi là vị trí của tàu sau khi khởi hành nha. Gọi B. Gọi B. Có tọa độ xy là vị trí của tàu. Là vị trí của tàu sau khi khởi hành 1,5 giờ. Sau khi khởi hành 1,5 giờ. Rồi ok. Thì ta có là vận tốc tính theo giờ hả? Biểu thị theo vectơ V. Vậy thì cái con số 1,5 này chính là ồ. Rồi mình sẽ giải thích như thế này nha. Vì tàu khởi hành từ A. Khởi hành từ A. Di chuyển với vận tốc có vectơ v bằng 3, 4 nên cứ sau mỗi giờ
Cái này nó ghép lên hệ trục tọa độ, mà hệ trục tọa độ có vector đơn vị là một các bạn. Có đơn vị chứ, hệ trục tọa độ có đơn vị là một. Nên cứ sau mỗi giờ, rồi cái này nó hơi mới nha, tàu di chuyển một khoảng bằng độ dài vector v. Rồi vậy sau 1,5 giờ tàu đi được khoảng AB bằng 1,5 lần độ dài vector v. Rồi vector AB có tọa độ là điểm A có tọa độ là 1,2, vậy thì vector AB là x trừ 1 y trừ 2. Rồi vậy thì đoạn AB sẽ bằng căn bậc 2 của x trừ 1 tất cả bình cộng với y trừ 2 tất cả bình. Rồi ok, rồi số 1 nha. Vậy thì từ 1 suy ra căn của 1 x trừ 1 tất cả bình cộng với y trừ 2 tất cả bình sẽ bằng 1,5. Vector v, vector v tọa độ là 3 4 thì căn của 3 bình cộng cho 4 bình, đúng chưa? Vậy thì suy ra, ủa khoan từ từ, khoảng bằng độ dài vector v không phải là tàu đi được. Sau chỗ này là không phải là tàu đi được nha, mà từ từ, sau 1,5 giờ là tàu tới B. Tàu tới B có nghĩa là cái vector AB, tàu tới B nên vector AB sẽ bằng 1,5 lần vector V. Rồi được chưa? Vậy thì đây là số 1 nè, nó khác nhau nha các bạn nha. Từ số 1 mình suy ra nè, x trừ 1 sẽ bằng 1,5 nhân với 3, y trừ 2 sẽ bằng 1,5 nhân với 4. Vậy thì suy ra x bằng 4,5 hả? Cộng 1 là 5,5. Rồi y sẽ bằng 6, 8. Vậy v có tọa độ là 5,5, 8. Rồi ok. Câu số 20, câu cuối cùng. Trong hình quân mã là quân màu trắng, mã trắng này nè, quân ngựa đó, đang có vị trí tọa độ là 1,2. Sau một nước đi, quân mã có thể đến những vị trí nào? Thì bạn lưu ý rằng là cái quân mã nó chỉ đi theo đường chéo của hình chữ nhật có chiều dài là 3 ô, chiều rộng là 2 ô. Có nghĩa là nó có thể là đi ngang 2 đi lên 3, hoặc là đi ngang 3 đi lên 2 thôi. Vậy thì nó sẽ đi như sau nha. Các bạn nhìn vào cái con chuột của cô nó đi nha. Ví dụ như cô đi qua 2 ô thì cô đi lên 3 ô là 1, 2, 1, 2, 3. Là cô đứng ở vị trí này là một vị trí nè. Hoặc là cô đi qua trái 2 là 1. Đang ở đây là 1, 2, 1, 2, 3 là cô đứng ở vị trí này. Được chưa? Rồi. Hoặc bây giờ cô đi qua 3, 1, 1, 2, 3. Tại vì cái đường đi của cái con mã này nó sẽ là đường chéo của hình chữ nhật có kích thước là 2, 3, 2 với 3. 1, 2, 3, 1, 2 là vị trí này. Hoặc là xuống dưới nha, 1, 2, 1, 2, 3, đây. Đó, nó sẽ là hình chữ nhật này nè. Rồi, hoặc là hình chữ nhật này nè. Hoặc là hình chữ nhật này nè. Hoặc là hình chữ nhật này nè. Rồi ok, được chưa nào? Vậy thì có ủa đâu, chưa còn nữa. Hoặc là đây nữa nè. Vậy thì đây, hoặc là bên này, hoặc là đây, đúng không? Rồi quân mã đi theo đường chéo, mình sẽ giải thích ha.
Quân mã đi theo đường chéo. Quân mã đi theo đường chéo. Hình chữ nhật. Kích thước 2 nhân 3. Đó. Cho nên là rồi bây giờ cô sẽ gọi các điểm nha. Đây là điểm O rồi ha. Đây là điểm A. Rồi. A. Đây là điểm 1. Rồi. Đây là điểm B. Đây là điểm C. Đây là điểm D. Đây là điểm E. Đây là điểm F. Ủa, cái điểm A này đâu có tồn tại ta? Vậy thì điểm A nó phải nằm đây nè. Rồi. Rồi ok. Nên. Nên. Quân mã có thể đến các điểm sau. Rồi đầu tiên là điểm A có tọa độ là 0, 0. Điểm B có tọa độ là 2, 0. Điểm C có tọa độ là 3, 1. Điểm D có tọa độ là 3, 3. Điểm E có tọa độ là 0, 4. Và điểm F có tọa độ là 2, 4. Ok. Rồi. Câu cuối cùng, câu số 21. Để kéo đường dây điện băng qua một cái hồ hình chữ nhật ABCD có độ dài là 200 m. Hồ này dài 200. AD là bằng 180. AD 180 trên hình có nha. Rồi. Người ta dự định làm 4 cột điện liên tiếp cách đều. 4 cột điện. Cột điện C1, C2, C3, C4. Cột thứ nhất nằm trên bờ AB cách đỉnh A khoảng 20 m. Khoảng cách 20 m. Cột thứ tư nằm trên bờ CD cách đỉnh C một khoảng là 30 m. Tính các khoảng cách từ vị trí các cột thứ hai, thứ ba đến bờ AB và AD. Khoảng cách từ cột thứ hai đến bờ AB AD có nghĩa là đi tìm tọa độ của cột C2 rồi. Rồi và đi tìm tọa độ của cột C3. Nói tóm lại nó là như vậy á. Đúng không? Rồi. Tại vì có tọa độ rồi thì mình mới đi tìm được cái khoảng cách. Rồi ok. Thì ở đây có nhiều cách làm nha. Một là bạn sử dụng vector, hai là bạn sử dụng đường thẳng, nhưng mà thôi sử dụng vector đây, mình đang làm như vector. Theo đề. Theo đề. Thì mình có là C1 thuộc bờ AB và nó cách A một khoảng 20. Vậy thì C1 có tọa độ là 20 không? Rồi C4 là thuộc bờ CD cách đỉnh C một khoảng 30. 30 vậy thì 200 bỏ 30 ra là 170. Rồi cao 180 là C4 đúng không? Rồi C1, C2, C3, C4 nó cách đều nhau. Vậy bây giờ mình gọi đi. Mình gọi C2 có tọa độ là x2y2 nha. Thì vectơ C1, C2 có tọa độ là x2 trừ 20 với lại y2. Rồi vector C1, C4 có tọa độ là 150, 180. Ok. Thì vector C1, C2 á, nó sẽ bằng 1 phần 4 lần vector C1, C4. Vậy thì suy ra là x2 trừ 20 sẽ bằng 1 phần 4 lần 150. Rồi, y2 sẽ bằng 1 phần 4 lần 180. Vậy thì suy ra x2 sẽ bằng x2 sẽ bằng là 150 mà chia cho 4 là ra 75 phần 2 cộng với 20 là, ủa khoan, 1 phần 3 thôi chứ. 1 phần 3 thôi chứ không phải 1 phần 4.
Một phòng 3 nha, vậy thì số nó đẹp đẹp hơn. Chỗ này là 1 phần 3, 1 phần 3, 1 phần 3. Vậy là 50, 50 cộng 20 là 70. Còn chỗ này là 60. Vậy thì suy ra điểm C2 có tọa độ là 70, 60. Vậy thì suy ra khoảng cách từ C2 cho đến trục OX, cho đến bờ AB đi, AB thì nó chính là tung độ của C2 là bằng 60. Còn khoảng cách từ C2 cho đến A, A gì đây, AD thì sẽ bằng là trị tuyệt đối của X2 là bằng 70. Ok. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ gọi C3 cũng y như vậy. C3, điểm C3 có tọa độ là X3Y3. X3Y3. Vậy thì suy ra vectơ C1 C3 có tọa độ là X3 trừ 20 với lại Y3. Đúng chưa? Rồi, có vectơ C1 C3 thì sẽ bằng là 2 phần 3 lần vectơ C1 C4. Rồi, vậy thì suy ra là X3 trừ 20 sẽ bằng 2 phần 3 nhân với 150. Y3 sẽ bằng 2 phần 3 nhân với 180. Vậy thì suy ra X3 sẽ bằng 150 chia 3 là 50, 100, 120. Rồi Y3 120 luôn. Vậy thì suy ra khoảng cách từ C3 cho đến AB là bằng trị tuyệt đối của Y3 là bằng 120. Rồi, mét nha. Còn khoảng cách từ cột điện C3 cho đến AD là bằng trị tuyệt đối của X3 cũng bằng 120 mét. Ok. Rồi. Vậy thì mình đã giải quyết xong 21 câu của phần toán thực tế vector. Các bạn xem lại có gì thắc mắc thì các bạn hỏi nha. Cảm ơn các bạn.